Rồi chào các bạn nhé. Tình hình là có về được một cái gói hàng đây, chắc khả năng là một ít cái iPad của Samsung đó, không phải iPad đó, mà là một số cái máy tính bảng của Samsung. Giờ mình sẽ làm cái clip này khui hàng để bán cho các bạn. Thì các bạn cũng biết là Di động Nhật Nam là chuyên bán hàng cũ siêu lướt đã qua sử dụng, tuy nhiên máy thì còn rất là chất lượng và chế độ bảo hành tới 6 tháng một đổi một nếu có lỗi của nhà sản xuất. Thì tất cả các bạn khi mua hàng của Nhật Nam, các bạn cần, nếu mua online các bạn cần đặt cọc trước từ 1 đến 500 tùy theo cái giá trị đơn hàng. Ví dụ các bạn mua cái đơn hàng cái giá trị sản phẩm mà nó dưới 5 triệu thì cọc cho mình 100, trên 5 triệu thì cọc là 200, trên 10 triệu là cọc 300 và trên 15 triệu là cọc 500 qua một trong hai hình thức. Thì thứ nhất là chuyển khoản ngân hàng để đặt cọc, thứ hai nữa là có thể đặt cọc bằng thẻ cào Viettel Mobi nha các bạn. Những bạn đặt cọc bằng thẻ cào thì vui lòng mua thẻ cào mệnh giá 100-200, nhắn tin cái mã nạp tiền và series sang cho Nhật Nam. Đấy, còn máy bên mình thì cam kết là chỉ bán máy zin chất chuẩn thôi. Đối với dòng Android chỉ bán chính hãng, và đối với cái dòng iPhone thì chỉ bán chuẩn quốc tế chứ không bán máy lốc. Các bạn yên tâm nhé. Các bạn xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình, like và chia sẻ video đến nhiều người khác nhé các bạn. Khi nào có nhu cầu mua máy liên hệ tới bên mình. Mình sẽ khui ra thì thấy gói rất là kỹ các bạn ạ, gói rất là kỹ mà không biết có cái gì hay không. Cứ cắt hết nó ra đi. Bên mình bán thì các bạn cũng thấy là máy của bên mình bán thì thực tế toàn chủ yếu bán chủ lực máy keng chất và hàng chất lượng, bảo hành tới 6 tháng thì các bạn cứ yên tâm. Nói chung là không cần phải nghĩ. Nó cái hộp nó hơi bự nên mình sẽ bỏ ra ngoài này, mình khui. Khui các bạn nhé. Rồi ok. Có một cái thùng máy, thùng táp. Mình sẽ review báo giá luôn cho các bạn ngay đây. Đầu tiên là có một con, đây là có một con táp A8 các bạn ạ. Đầu tiên là có một con táp A8. Mình thấy máy là khá mới nhá. Khá mới luôn. Và con táp A8 này là 8 in. Máy thì mới len keng. Có thể nói là len keng xà beng luôn. Đấy, các bạn thấy này. Màu đen không khác gì máy mới nhá. Không khác gì máy mới luôn. Và con này có cái giá bán là 2.150.000. Có hình như có một cái thôi. Đây, mới keng à. 8 in nha. Mua để học tập và xài là ngon, bởi vì đây là hàng chính hãng của Samsung. Lâu lâu mới có. Đấy, máy rất là mới luôn. Mặc dù qua sử dụng các bạn thấy này, mới len keng xà beng luôn. Đấy. Táp A8, 8 in. Giá có 2.150.000. Bên mình bán là không có tặng kèm phụ kiện nha. Báo giá máy trần thế thôi. Rồi tiếp theo là có một con táp có bút luôn. Đây là cái con táp T585. B chứ, B585 các bạn ạ. Đây, cái đời của nó đây. B585 có bút luôn. Khá là chất. Và ngày hôm nay giá cũng cực kỳ hấp dẫn. Máy con này thì nó chảy lưng nhẹ rồi. Đây các bạn thấy nha, có vết chảy này nhưng mà không sao, không phải cấn móp gì hết. Không cấn móp bể vỡ gì hết nhá. Nguyên si hết. Chảy tí lưng thôi, màn hình không chảy. Nút home đầy đủ này. Đấy, máy ngon lành. Zin nguyên. Chất. Và giá của nó chỉ có là 2.400.000 thôi. 2.400.000. Bên này thì bị mất cái miếng đậy cái chỗ gắn thẻ nhớ. Đấy, còn đây chắc là chỗ gắn sim. Đấy. À đây là chỗ gắn thẻ nhớ, bên này là chỗ gắn sim các bạn nhé. Thậm chí còn có cái thẻ nhớ trong này này. Đấy. Giá có 2.400.000, nói chung là ok. Về xài, học hành, đọc báo, nghe nhạc, xem phim thì khá là chất nhá. 10 in luôn mà giá 2.400.000, máy chuẩn chỉ chính hãng Samsung.
vẫn còn nữa các bạn nhé. Rồi tiếp theo là con táp khá là chất. Con này là con táp này là con T515. Con này sản xuất cũng tương đối là gần nhưng còn rất mới, và đây máy keng như mới này các bạn thấy này. Đấy. Máy keng như máy mới luôn. Màn hình con này thì cũng sấp xỉ 10 inch đấy, là dòng to. Và giá của nó là 3,5 triệu nhá. Sản phẩm chính hãng là mình xem còn mở nguồn lên không, mở cho các bạn xem. Đây các bạn thấy màn hình này là cái những cái này là những cái vết, gọi là những cái vết dấu tay, vết bẩn nha. Ủi đi cái là nó sạch sẽ, ok, máy chuẩn. Đấy. Có chăng thì như là cái này là cái tình trạng của nó là còn miếng dán luôn. Đây, nên là mình quay mình thấy nó. Đây các bạn thấy này. Lột miếng dán ra là mới cứng luôn nhá. Đấy. Thì cái con máy này nó rất là mới và giá là 3,5 triệu. Chắc hết pin rồi. Mình mở xem lên không. À còn lên này. Samsung Galaxy Tab A các bạn nhé. Tab A này 10 inch. T515 nha các bạn. Con này cấu hình khá là chất đấy, để mình xem cấu hình. Và cái tab Samsung này lâu lâu mình mới về được một đợt nha. Bạn nào kết thì chúng ta mua luôn, chốt luôn. Đấy. Giá 3,5 triệu thì mình thấy cái dòng này hợp lý. Còn bạn nào thích rẻ này, mua cho các em cháu thì mua những cái đấy. Hơn 2 triệu đấy, cũng có hai cái đấy. Ngon luôn. Pin nó gần hết. Pin nó gần hết nên là màn hình nó về cái chế độ tối để mình chỉnh nó lên. Hết pin luôn mất rồi. Và để xem cái khác. Vẫn còn đây này. Đây, vẫn còn đây. Toàn bộ là có dán màn hình các bạn nhé. Đây như con này còn pin ngon lành. Đây Tab A T515 này, bạn thấy thông số kỹ thuật của nó đây. Đấy, ok nhá. Và cái cấu hình của con này mình xem qua cái đi. Có 3 cái cơ, máy keng như máy mới. Con này thì RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình to. Đấy các bạn thấy này. Ok hết các bạn nhé. Và giá là 3,5 triệu một máy, mình có 3 máy thôi. Hai cái và đây là cái nữa là 3. Đấy, đều đẹp như nhau nhá. Nói chung ngoại hình đều keng như nhau, chuẩn chỉ như nhau, đều có dán màn hình nên không lo chảy xước màn hình. Rồi, và bây giờ là vấn đề quan trọng là bạn nào kết cái nào thì alo cho mình qua cái số điện thoại 0979 782366 hoặc là số 0367 709123 để mà đặt cọc mua hàng các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến và ủng hộ Di Động Nhật Nam. Chúc bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.